Được cố định chắc chắn trên xe bán tải, dàn xe đạp này đã theo câu lạc bộ Parkse Bike Coffee vượt hàng trăm km từ Lào đến Quảng Trị, Việt Nam để chuẩn bị tham dự ngày hội đạp xe vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị phối hợp với báo Thanh Niên tổ chức. Đoàn vận động viên người Lào thuộc câu lạc bộ Parkse Bike Coffee, thành phố Parkse, tỉnh Champasak tiến đến tỉnh Quảng Trị bằng đường bộ với lực lượng hùng hậu. Ba chiếc xe bán tải chở hơn 10 chiến mã đã sẵn sàng cho lễ diễu hành vào ngày 29 tháng 6 và cuộc đua xe đạp ngày 30 tháng 6, hứa hẹn đẹp mắt, hấp dẫn. Đáng chú ý, trưởng đoàn câu lạc bộ Parkse Bike Coffee, anh Khamang Kelvilaysak, là người gốc Việt Nam, cũng là người phụ trách phiên dịch cho toàn bộ vận động viên của câu lạc bộ khi tham gia ngày hội đạp xe vì hòa bình ở Việt Nam. Gia đình anh đã trải qua 4 đời sinh sống tại xứ sở Triệu Voi. Mặc dù vậy, anh Kelvilaysak vẫn nói tiếng Việt rất tốt. Anh Kelvilaysak cho biết câu lạc bộ Parkse Bike Coffee sang Quảng Trị với lực lượng của 14 vận động viên để tham gia lễ diễu hành, trong đó 12 vận động viên sẽ quyết tâm đạt thành tích tốt. Anh Kelvilaysak cũng hào hứng giới thiệu với phóng viên về dàn chiến mã của các vận động viên thuộc câu lạc bộ Parkse Bike Coffee. Được biết, chiếc xe đạp đắt đỏ nhất trong nhóm có giá gần 5.000 đô la Mỹ, tức khoảng 127 triệu đồng. Giá xe đạp cũng không phải loại xịn lắm, nói chung là khoảng 4-5 ngàn đô trở xuống. Có thể chỉ cho em là cái chiếc cao nhất ở trong, cái giá trị cao nhất ở trong cái là chiếc này Trek. Chiếc này Trek này, chiếc này là giá khoảng 5 ngàn. Dạ, 5 ngàn đô. 4 ngàn đô. Nó là một cái thương hiệu của Trek. Trek là của Mỹ, nên nó cao hơn mấy cái Twitter thì nó cái khác đấy. Chất lượng nó là một carbon, rồi rất nhẹ này. Xe chiếc này là ngày hội đạp xe vì hòa bình là một sự kiện thể dục thể thao nhưng có giá trị cao hơn cả một cuộc đua. Với ngày hội đạp xe vì hòa bình, ngoài khích lệ tinh thần thể thao toàn dân, đây là sự kiện tôn vinh những giá trị hòa bình, tăng cường sự giao lưu, kết nối giữa các nước láng giềng thông qua những người mê xe đạp. Nói chung là rất là tốt. Nói sự thật bên mình là bên Lào là ít có cái giải như thế này. Việt Nam mình thấy hoài năm nào cũng có như thế. Trong khi mà biết tin là và của bọn mình là về ngay. Ngoài đoàn người Lào, trong chiều các vận động viên xe đạp phong trào người Đức, Campuchia, Thái Lan và trong nước cũng đã có mặt đầy đủ tại tỉnh Quảng Trị để chuẩn bị cho ngày hội đạp xe vì hòa bình.